vào vòng đối đầu đầy gay cấn chính là Đinh Thị Phi Hoàng đến từ thành phố biển Đà Nẵng và Trương Thảo Nhi đến từ thành phố Hồ Chí Minh. Những người muốn làm quen. Với giọng hát lý lắc đáng yêu, Thảo Nhi đã chinh phục được hai vị huấn luyện viên nữ khó tính. Giọng hát rất là lạ. Giọng hát không cần phải bắt chiếc người khác, không cần phải trong, không cần phải tròn, không cần phải dày, thế nhưng mà vẫn hay. Về rồi chị Hồng Nhung ạ. Hương vị biển phản phất từ ngoại hình cá tính đến giọng hát mạnh mẽ của Mi Hoàng đã thuyết phục được huấn luyện viên Hồng Nhung. Vì chị nhìn thấy ở em không chỉ là phần trình diễn của em ngay hôm nay, mà là tiềm năng mà em có, giọng hát của em khỏe, có độ vang và lực, có lực nữa và cũng chắc về tiết tấu. Để chuẩn bị thật tốt phần thi của cặp thí sinh đầu tiên, huấn luyện viên Hồng Nhung đã mời nhà sản xuất âm nhạc Thanh Bùi làm cố vấn cho mình. Có lẽ không nhiều người biết đến Thanh Bùi như là một nhà sản xuất âm nhạc có rất nhiều kinh nghiệm. Vì thế khi anh đến với đội Hồng Nhung là anh mang được đến cho các em rất là nhiều kinh nghiệm để dàn dựng một bài hát và để có được cái sự tự tin khi các em bước lên sân khấu ở vòng đối đầu. Anh là nhận lời làm cố vấn cho chị Hồng Nhung là vì Thanh rất thương chị Hồng Nhung. Khi mà Thanh về Việt Nam, chị Hồng Nhung là một trong những người mà đã giúp Thanh rất nhiều. Chào em. Đây là hai em Thảo Nhi thì ở thành phố Hồ Chí Minh. Thảo Nhi là một cô gái còn rất trẻ nhưng rất cá tính trong cả giọng hát và trong cả cách hát. Còn Mi Hoàng là đến từ thành phố biển Đà Nẵng. Mi Hoàng lại là một cá tính khác mà mang cái chất mặn mà của biển cả. Rất là Đà Nẵng, thành phố rất là đẹp. Em cũng biết. Khi được biết đối thủ của mình là Thảo Nhi thì em cảm thấy rất là bất ngờ. Khi gặp Thảo Nhi thì em thấy là cô bé là một người rất là hồn nhiên và rất là có cá tính ở trong cách hát. Bài này được chọn cho các em bởi vì nó có phù hợp với cái cách hát của các em. Đây là một bài hát của một bạn nhạc sĩ rất là trẻ cùng thế hệ với các em, nên không phải là ai mà chính là các em phải thể hiện thành công nhất cái bài hát này. Chạy Mưa sẽ mang lại một sắc thái rất đặc biệt, khác hẳn với rất nhiều các ca khúc khác, với phong cách tươi mới và đầy ngẫu hứng. Bây giờ Thảo Nhi hát trước nhé. Trời mưa, tôi đã biến mình thành một kẻ ngốc lang thang trên đường. Chạy mưa, tôi đã thấy người che lớn rồi. Giọng hát của em thì tốt ở những cái nốt cao, nhưng mà trước giờ em chưa hát cái thể loại này, cho nên là khi mà nhận được bài em vẫn chưa biết mình phải thể hiện cái bài hát này như thế nào. Đời bóng trắng ướt nhẹp sóng mê. Có vẻ như Chạy Mưa gần với sở trường của Thảo Nhi hơn, khi mà em đã có sẵn cái lý lắt, cái lúng liếng ở trong mình. Lang thang trên đường. Ngược lại thì Mi Hoàn cảm nhận bài hát già dặn hơn, chín chắn hơn. Em thấy Thảo Nhi có một cái giọng hát rất là lạ. Tuy nhiên cô bé vẫn mắc một vài khuyết điểm như là hạn chế về cái cách phát âm. Có lẽ là cái cảm nhận của cô về cái bài hát thì nó vẫn chưa nhiều. Đang mất một cái gì đó. Cái đoạn B em hát bị sai, thành ra nó nghe nó không tự nhiên. Đúng. Anh Thay Bùi là chưa biết bài này nhưng nghe là đã thấy là không tự nhiên. Này, nép mình vào tận trong cơn mưa ấy để thấy tôi. Khi mà Nhi hát tông cao thì không có được khỏe và mạnh như là chị Mi Hoàng. Đó cũng là một trong những cái ưu điểm mà của chị Mi Hoàng mà Nhi còn phải học hỏi rất là nhiều. Cái đó là tùy em. Dạ. Nhưng cái đoạn trên thì nó phải đúng, nếu không thì nó sẽ nghe nó không tự nhiên. Dường như bản thân em cũng chưa cảm nhận được, cho nên chưa truyền tải được cái ý nghĩa sâu sắc của nó. Rồi, B đi. Nếp mình vào tận trong cơn mưa ấy để thấy tôi như thế này. Tận tận ta mình vào trong cơn gió xoay. Có cái khoảng tông cao rất là tuyệt vời. Khi mà chị hát lên tông cao rất là khỏe, Nhi lại bè xuống tông thấp. Hai chị em cứ phải tập đi tập lại rất là nhiều lần. Vì các em đang hát bè với nhau thì một người là mưa, một người là mưa. Thế thì làm sao mà vào ăn được với nhau? Cái vấn đề của bạn Thảo Nhi là bạn này quá sợ và nghĩ mình đã thua bạn kia rồi. Khi suy nghĩ như vậy thì cái tiếng hát của mình sẽ không thể bay được, không bao giờ bay được. Tiết tấu của nó là nhanh như vậy á thì cái tiếng hát phải
nó phải cho nó bay lên, nó đang mất cái đó, điều đó. Thì mình có thể thử lại anh là thêm nữ tông lên thì không? Chúng tôi quyết định là tăng tông bài hát lên, làm cho cái bài hát nó tươi sáng hơn và giúp cho Thảo Nhi tập trung hơn vào cái sự chân thành của bài hát. Còn với Mi Hoàng thì tạo được cho em cái sự tự tin trong cái việc thể hiện ở những cái cung bậc rất là nhẹ nhàng và rất là uyển chuyển. 2, 3, 1. Huấn luyện viên Hồng Nhung và anh Thanh Bùi đã chỉ cho tụi em là phải hát cái bài này phải nảy lên hơn một xí để tạo cao trào cho cái bài, và em cảm thấy là cái bài hát của tụi em tốt hơn. Hiện giờ thì riêng bản thân Nhi thì Nhi mới chỉ có nhìn mưa thôi, chưa có chạy mưa được. Nhi đang rất là cố gắng hết sức mình để thể hiện bài hát một cách thành công nhất. Chưa tìm được cách tiếp cận bài hát chạy mưa một cách thật tốt đã khiến tâm lý của cô bé Thảo Nhi có một chút chênh vênh. Huấn luyện viên Hồng Nhung và cố vấn Thanh Bùi đã dành một buổi trò chuyện thân mật để giúp cô bé tự tin hơn. Khi mà được chị Nhung ra cho bài hát chạy mưa thì em cảm thấy hơi bị hồi hộp một chút ạ. Bài hát có hợp không? Em cảm thấy nó rất hợp với cái quái của em. Nhưng mà em muốn hơn thế nữa. Có cảm giác là em vẫn chưa cảm nhận hết được những gì mà bài hát nó mang lại, nên em cảm thấy rất là khó chịu. Khi mà hát chung với chị My Hoàng thì chị My Hoàng là một người có chất giọng rất là khỏe và dày. Lúc mà hai chị em tập với nhau, giọng của em thì nó hơi bay bổng một xí, nên thành ra là cảm giác như là chị My Hoàng sẽ đè bẹp mình. Trẻ được ở đây suy nghĩ, càng lớn càng ít suy nghĩ đi. Em ơi, cái lời chia sẻ của anh là như thế này nè. Tiếng hát của anh nó bay hơn thì nó dày hơn, không phải nghĩ là tiếng của bạn này hay hơn là hai bạn có cái màu sắc riêng biệt. Một đôi song ca mà hát hay ấy, nếu hai người giống hệt nhau ấy thì không cần. Chính xác, đâu có gì hay nữa đâu. Song ca là hai cái chất giọng nó phải khác nhau. Những cái đoạn nào mà mình cùng hát với nhau thì mình sẽ quyện vào nhau. Hai cái sắc thái khác nhau nó tôn nhau lên. Và cái quan trọng chỉ là em có đủ thoải mái và thể hiện được là em hay. Bởi vì nếu mà em cảm nhận em sẽ bị lép vé thì khi em đứng trên sân khấu không ai tin em đâu. Nhưng mà là chị đang tin em, cho nên không có cái cớ gì mà em lại không tin bản thân mình cả. Có tự tin không? Dạ. Em là con người tự tin mà. Dạ. Tự tin lên, không có gì sợ hết nha. Em cảm ơn anh chị. Bây giờ đi bên cạnh tôi là Thảo Nhi. Tôi đã tự hứa với bản thân mình sẽ cố gắng hết sức, sẽ không lùi bước, bởi vì tôi biết rằng chiếc vé để đi vào vòng tiếp theo chỉ có một, và tôi sẽ làm hết sức mình để có được tấm vé đó. Hiện giờ thì hai chị em đang cùng đi trên một con đường, nhưng mà đích đến và ngã rẽ thì sẽ khác nhau. Cả hai chị em cùng hứa là sẽ cùng nhau cố gắng và sẽ quyết tâm thể hiện một tiết mục thật là xuất sắc. Ngay giờ phút này đây, tôi đang suy nghĩ.